cho Siro và Messi về quê ăn Tết. Nào Messi ơi, chỗ đấy trồng rau, đi vào trong này. Si. Trời ơi. Chỗ gieo rau cải. Đi vào trong này Si ơi. Chui vào đây. Nào hai mẹ con, chỗ đây là chỗ trồng rau đấy. Nào rơi xuống ao đừng trách anh. Messi ơi, Si, quay lại đây. Nào dẫm hết vào rau rồi. Siro ơi. Siro. Không nhặt nhạnh linh tinh. Rồi ra uống nước đi. Rồi đi vệ sinh. Hòa đá. Siro đâu rồi? Hả? Một con là Messi, một con là Siro. Luồn lách. Messi ơi. Ủa sao lon nước lại vứt hết ở kia. Một lon bia. Bỏ vứt hết bỏ kia. Siro đang thì tìm hiểu vườn tược, dẫm hết vườn rau rồi. Đây là đang gieo rau cải. Đấy là Messi. Nào Siro. Nhạt linh tinh. Nào bẩn nào. Sao lại có hạt rơi ra đấy nhỉ? Bây giờ em lấy khoảng gần 1 tỷ thôi.
Chưa đầu thì đâu mới đã một lần không bao giờ đầu nữa. Bà đây, cô lên trắng cái này. Vâng, đến mặt ngoài của là tôi cô chú, tôi nghĩ là xã nó bán bao nhiêu rẻ, cô chú mà đến, ngồi đất. Xin lỗi. Nếu mà có gì, nó có biến cố gì thì cứ hoạt động năm bảy năm. Hey, C, Zero. Bởi vì là ngày xưa là cái đất đấy của quay trên này thì nó cũng có giá mấy, nhưng mà là quay dưới rồi. Ok con đồ đi ăn. Đấy. Trời ơi.